chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đang đến với kênh Hồng Thấm Family của Sáu Hàn Quốc. Và hôm nay là Thấm, gia đình Thấm đi tham quan một cái công viên ở gần nhà Thấm, đó là công viên Chaeju Gangwon đấy, của in trên ngay cả nhà. Gần nhà Thấm thì bây giờ là hoa đào đang nở rộ rất là nhiều, mọi người thấy phía sau Thấm không? Wow, một cây hoa đào rất là đẹp. Và hôm nay là gia đình Thấm nha quyết định dẫn So đi tham quan cái công viên này. Đây là cái mùa xuân đầu tiên của So nha cả nhà. Và bây giờ Thấm xin mời cả nhà cùng đi theo Thấm tham quan thôi nhé. Let's go. Vì ở đằng công viên kia, ở đằng kia cả nhà không có chỗ đậu xe nên bây giờ mình phải đành chuyển sang công viên khác mà cũng gần kế bên đây luôn nha cả nhà. Chỗ này thì nó rộng hơn và lớn hơn nữa, và chỗ đậu xe cũng rất là nhiều. Và mọi người nhìn nè, mấy cây này chắc rất là lâu năm luôn nha cả nhà. Mọi người nhìn thân cây kìa, rất là to. Wow. Minso, chọn chọn đi. Hai cha con đi nhanh quá, mình không đi kịp luôn. Đây là mùa xuân đầu tiên của Minso đó cả nhà. Đâu Minso, Minso bay không? Minso. Mới ngủ trên xe thức đó cô chú. Minso, Minso ơi, Minso ơi. Xin chào cô chú. Đây là cái mùa xuân đầu tiên của So đó. Ôi trời, ánh nắng chói chang. Hôm qua ở đây nắng ấm áp luôn cả nhà, rất là thích luôn. Hôm qua là muốn ở đây rồi luôn á. Chỗ này ít hoa hơn cái cây. Ngoài cái đường đi thường hoa thì nằm ở gần những cái con đường đó cả nhà. Quá danh manoti á.
아 이거 좋아요. 어느 좋아요? 신났어요. 에게게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 게
더워요. Đi ra ngoài được không gió đó cô chú. Sao lần đầu tiên đi ra ngoài được. Sao đi tham quan nha cô chú. Anh đi nhớ. Trời ơi. À. Sao nè. Hả? Đây đây. Ý à, Minh Sư. Minh Sư, con mới ngủ thức dậy đó cô chú ơi. Gió mát mát là con khoái con ngủ lập dung dậy. Yeah. Ê, yeah. Ê, giờ mình đi chơi tiếp tục thôi nha. Let's go. Ôi, thôi ô, à chứ mà. Thôi ô. Thôi ô. À, xì tay đó, xì tay của Phan Đình Tùng đấy. À, cô chú ơi. Xin chào chú, anh ơi. Bây giờ mình tiếp tục đi thôi nha. Nhìn sơ đi tham quan đây. Hả? Vừa vừa, ê. Ít chị. Bây giờ hai cô chú ơi, đẹp không? Dạ, phải đi cả tu sê nên. Đây cả nhà. Wow. Ít chị đây xe à? Ít chị đây xe à? Thích ngồi hay là thích nằm á cô chú? Chính là xe à? Sao nhà sao thích đó cô chú ơi. Đây là khuôn mặt đi chơi này cô chú. Xinh đẹp rồi à. Dạ. Hứng thú quá. Này con đường đầy hoa. Ở đây thường những người lớn tuổi ha đi tham quan nhiều lắm cả nhà. Ai giờ à? 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 Hứng. Ai giờ à? Hứng. Chơi hào hứng. Đón rồi sao khi buôn chòi à? Mọi người nhìn nè, phía dưới này còn dữ nữa. Hát trà. Ấy rồi à. Và bây giờ thì Thấm xin kết thúc video tại đây. Chúc cả nhà có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc. Và đừng quên nếu thấy video Thấm hay, hãy cho Thấm một like, một share, nhấn vào nút đăng ký để có thể xem được những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Annyeonghaseyo. Hẹn gặp lại cô chú nhé. Bye bye.